cô, nhà có tư quy không cô? Có điện thoại không? Có điện không? Không có gì hết. Ba không nè, có tiền không? Không có tiền. Bốn không luôn. Không có, không có tiền gì. Có gạo ăn không? Có gạo ăn không? Gạo đâu. Không có gạo ăn luôn không? Năm không luôn cả nhà. 20 hộ gia đình người đồng bào Rắc Lây đang sinh sống đây. Không điện, không điện thoại, không tư quy. Ba không. Mà nãy bà cô nói là không có gạo ăn luôn là 40 luôn à. Không tiền nữa. Họ đây là họ sống tách biệt với ở dưới luôn nha cả nhà. Ít khi nào xuống dưới lắm hả chị? Đúng rồi, hình như một tuần là đi chợ được một lần để mua bột ngọt với lại ít muối thôi. Là đây họ tự cung tự cấp. Tự cung tự cấp đó hả? Dạ. Tuy là một cái ngôi nhà rất là nhỏ nhưng mà đây là đại gia đình này cả nhà, tự cung tự cấp nha. Một đại gia đình rất là đông luôn. Ăn cháo hả? Ăn cháo nè, khổ quá đi chặt chúng mà về nè. Mấy người con? Bảy đứa, tám đứa. Bảy đứa con. Chị bảy người con hả? Dạ. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, sinh năm 84. Thôi nãy giờ cười mình lỡ mình cười luôn ấy, tại sao khóc? Em tại chị, tại gia đình chị, tại khổ quá nè, em cho tiền, em chạy không mừng như vậy. Đang ăn cháo mà thiếu cho tiền khóc. Bảy đứa con là không phải đơn giản đâu nha cả nhà. Ngày là phải làm lũ trên rừng, trên núi để chặt tre, chặt lê rồi mới về kiếm cơm, kiếm đồ cho con nó ăn chứ. Giờ một ngày nghỉ là coi như tôi luôn. Giờ cơm không có nấu cơm mà nấu cháo ăn luôn không? Hai vợ chồng mấy đứa con mà thấy còn mình, nếu mà mình nói ra thì... 9 đứa. Nói ra thì em đâu có tính. 9 đứa rồi. Đứa này đứa thứ 9 hả? Tổng cộng là để năm một là để một dây 5 đứa con gái, 3 đứa con trai. Là 8 đứa rồi mới để đứa này nữa là 9 đứa nè. Nói chung là bây giờ khổ phải ráng đi kiếm ăn. Dạ. Không ăn cắp trộm của ai được. Dạ. Đúng không vậy? Chúng nói câu hay quá. Không ăn cắp ăn trộm của ai là được. Thì tay làm hàm nhai. Dạ. Đúng không? 9 người con mà một mình chú nuôi, chú kể là ngày xưa chú vác một cái bao một tạ là vẫn vác được cả nhà. Bình thường. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Tầm Ngân 1 thuộc xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn của tỉnh Ninh Thuận. Từ cái lúc mà ở dưới làng, Thép di chuyển ở đây là mất khoảng cỡ nửa tiếng. Mình đi một cái đường phải nói là cực kỳ khó khăn luôn. Đây là một trong những cái đoạn đường mà từ trước tới giờ Thép đi phải nói là rất là khó. Có những đoạn mà chiếc xe mình nó nghiêng như thế này luôn. Mà lúc đó Thép chưa kịp quay cho cả nhà xem. Thì thấy đường xấu quá, Thép cũng đã có lấy máy ra quay mấy cái đoạn đường đi rất là khó khăn luôn. Nhưng mà Raptor hả, một trong những con xe chinh phục những cái đoạn đường khó rất là hay luôn. Cảm ơn bạn đồng hành của mình. Mình tưởng ra là không lên đây được. Hôm nay là lý do Thép tới trong cái khu một cái bản làng
rất là nhỏ ở nằm quen chân núi, có 20 nhà người đồng bào rất lai sinh sống. Hiện tại họ không có điện, họ không có tiếp xúc với nền văn minh ở dưới cả nhà, không điện, không điện thoại, không công nghệ thông tin luôn, chỉ có sống trên núi và làm những cái công việc trồng rẫy, trồng nương thôi. Hôm nay Thép sẽ lên đây để khảo sát tặng điện năng lượng cho bà con miền núi, thì hy vọng là tất cả khán giả đồng hành cùng Thép nha. Đi thôi. Đây cả nhà xem này, chúng ta đang vị trí mà mình đang đứng đây á, là chúng ta đi khoảng cỡ 15 phút nữa là sẽ lên chân núi nha. Đi lên chân núi là chúng ta giật lên là lên tới núi. Chào con, chào chào chị. Ở đây người ta đang trồng bắp và đang phơi bắp. Con chào ông. Ông đang làm gì đó? Đâu, con phơi bắp nè, trời mưa quá ông à. Ông đang phơi bắp hả? Phơi bắp. Nhà sạch sẽ quá ông ơi. Sạch sẽ rồi đâu, đường cũng hư hỏng hết đó. Một điều mà Thép thấy rất là ấn tượng ở đồng bào miền núi, người rất lây ở đây là nhà sạch sẽ bóng lộng, nhìn rất là mát mẻ dễ chịu. Không khí ở đây là nằm gần ở Đà Lạt nên cái có lẽ là không khí đây rất mát luôn. Hôm nay con lên con thăm ông nè. Ông bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay hả là 75. À 75 tuổi rồi hả? Vợ con ông đâu rồi? Đó vợ già nè, kêu nè uống nước nè. Dạ dạ dạ. Đây là nhà của ông hả? Họ ở nhà tôn như cái nhà. Tôn. À, con vào thăm nhà tí nha. Hôm nay là Thép thật sự mà nói là Thép có hẹn với một người chị mà người chị đó cũng là người đồng bào rất lây ở trong cái khu này luôn. Thì chị đó là cái công việc chị đi rẫy đi nương á, nên chị có đủ duyên hai chị em gặp nhau. Thì chị có nói là trong cái quá trình mà chị đi làm việc á thì chị thấy mấy người đồng bào ở đây họ sống rất là khổ, không có điện có gì hết. Chào cô, nhà có tivi không cô? Có điện thoại không? Có điện không? Không có gì hết. Ba không nè. Có tiền không? Không có tiền. Bốn không luôn. Không có, có gạo ăn không? Có gạo không ăn không? Gạo đâu. Không có gạo ăn luôn không? Năm không luôn cả nhà. Chị ơi. 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 Ra nói chuyện với em tới chị ơi. Chị. Đang làm gì á? Chị tên gì vậy ta? Chị tên là Kalan. Cái gì Kalan? Yame Kalan. Yame. Cái họ rất là đặc biệt, là lần đầu tiên Thép nghe nói Yame Kalan. Đúng rồi. Chị này là hồi sáng giờ Thép cũng đã gặp chị, đã trao đổi rồi. Chị nói là trong quá trình mà chị đi làm việc cả nhà, thì chị được biết ở đây có 20 hộ gia đình người đồng bào rất lây đang sinh sống ở đây. Không điện, không điện thoại, không tivi. Ba không. Mà nãy bà cô nói là không có gạo ăn luôn, là bốn không luôn à. Không tiền nữa. Họ đây là họ sống tách biệt với ở dưới luôn nha cả nhà. Ít khi nào xuống dưới lắm hả chị? Đúng rồi, hình như một tuần là đi chợ được một lần để mua bột ngọt với lại ít muối thôi. Chị có ở khu này không hay là chị có đi làm khu, chị làm khu này chị gặp. Chị thì hay đi qua khu này lắm. Chị làm cái gì ở đây? Chị thì cũng đi rẫy đi nương rồi cũng đi ngang qua bên này, với lại lâu lâu thì chị cũng hay đi giúp đỡ mấy bà con ở đây. Chị đi tìm hiểu là họ có hoàn cảnh khó khăn nào để kết nối với mạnh thường quân, để giống như là để giúp đỡ bà con của chị ở nơi đây á. Chị là người đồng bào rất lây. Chị người đồng bào Cờ Ho. Cờ Ho hả? Nhưng mà chị nói được tiếng rất lây của người rất đồng bào ở đây. Tiếng Cờ Ho. Tiếng Kinh. Tiếng Kinh. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Biết nói tiếng Anh không? Biết. I love you. Ông nói được câu đó là lụm tiền rồi, không cần nói nhiều. Vậy là mỗi khi mà chị đi làm việc ở đây thì mình nói làm việc là chị đi rẫy cả nhà. Chị thấy mấy bà con ở đây thì chị cũng có chia sẻ với Thép. Thì với một cái hy vọng là hôm nay Thép sẽ trực tiếp tới khảo sát để xem thử bà con thiếu thốn gì thì mình sẽ hỗ trợ cho bà con nha. Chắc là mình sẽ đi vài nhà để mình xem xét cuộc sống của họ như thế nào nha. Thì mời tất cả khán giả đồng hành cùng Thép và chị Kalan. Kalan đúng không? Đúng rồi, Kalan. Bây giờ vào nhà nha. Cô ơi, cô dẫn con vào nhà chơi cô ơi. Nhà không có gì. Hai chị em đang làm gì á? Cái này là này làm gì chị? Cái này là cái đậu, cái này để một lát nữa mình bỏ cỡ một lon gạo á, với lại chung với cái này, cái non thì mình để nguyên, còn cái này cái hột nó hơi già nhưng mà nó rất là mềm, bỏ xíu gạo để ăn qua ngày á, giống như là thay canh thay rau khi mà mình không xuống chợ được. Là đây họ tự cung tự cấp. Tự cung tự cấp đó hả? Dạ. Cái này là bỏ chung với gạo để nấu. Bỏ chung với một lon gạo rồi bỏ
tùy gia đình đông quá thì nấu hết đây. Còn ít người thì bớt lại để dành ngày nhiều mai. Đây ăn được bao nhiêu ngày? Nhiều đây ăn được một ngày một bữa, một bữa ăn á. Một bữa ăn nhiêu đây luôn á hả? Một tính ra ăn. Nhiều quá chứ. Tại con cháu đông. Con cháu đông hả? Để Thép nói chuyện với bà cô tí nha. Bây giờ ông sẽ dẫn Thép đi thăm nhà, xem thử cuộc sống như thế nào, điện đuốc rồi ra sao. Ở đây ông thắp đèn hay là thắp cái gì ông? Thì mình cũng thắp đèn. Canh đêm á mình thắp đèn là thắp đèn gì? Đèn dầu. À thắp đèn dầu hả? Vậy là chúng ta sống trong cái thời năm 1980 mấy, ở đây vẫn còn sống là thắp đèn dầu hả? Có xài đèn pin không? Có, đèn pin thì mua pin cái gì đâu. Dạ. Đâu ông dẫn con vào nhà con xem thử nha. Ông có mấy người con? Thì 5 đứa con. À 5 người con, hai vợ chồng 5 người con. Chị kia là con hả? Đây không phải, đây là dưới làng. À dưới làng hả? Ủa cái này là điện năng lượng ai tặng cho ông hay ông mua? Đây mua mà nó yếu lắm. Dạ ông mua bao nhiêu một cái không? Thì 500. 500 hả? Ui cái này nó yếu quá. Sáng không? Nó sáng không, hết cái nhà mình không? Không, không có sáng. Yếu lắm hả? Yếu lắm. Có đầu mót mở ra không? Không. 500 ngàn cũng được á. Nhưng mà 500 ngàn có lẽ nó yếu cả nhà. Thép yếu. Thép tặng cho bà con toàn là 1 triệu, gần 1 triệu rưỡi một cái. Nó rất là sáng, 1 triệu rưỡi một cái mà gắn ra đây là nó sáng hết cái nhà của ông luôn á. Đây không có sáng đâu, sáng chẳng có là 9 giờ là nó hết à. Ở đây là người đồng bào rất lây ở đây họ theo đạo Thiên Chúa không? Ừ, đạo Thiên Chúa. Là ở đây là hết là theo đạo Thiên Chúa luôn hả? Ở đây khu này là hết là Thiên Chúa. Dạ dạ. Người đồng bào rất lây khi mà theo đạo Thiên Chúa, khi mà họ mất đi thì vẫn chôn cất theo đạo Thiên Chúa nha cả nhà. Còn có một số làng có người đồng bào rất lây á, khi mà mất đi cũng có nhiều phong tục rất là lạ luôn. Hôm bữa Thép có chia sẻ rồi. Chào mấy con. Chào chú. À mấy con học lớp mấy rồi? Dạ. Bé này con có đi học không? Không. Con không đi học hả? Con có đi học không? Có. Con đi học lớp mấy? Sáng. À lớp 1. Còn con có đi học không? Chưa đi học đâu. Cái này cháu. À cháu hả? Cháu ở nhà. Ở trong này có ai coi video không? Không có. Không có. Con có coi phim được không? Không luôn. Không biết phim là gì hết luôn hả? Không có TV để coi luôn hả? À, cái này dễ thương không? Đây của người cháu nè, cháu ruột ở nhà không mà trời ở trên này. Nghèo khổ mà toàn thấy toàn tẻ nhỏ không mà cả nhà ơi. Ở đây khán giả biết sao không? Buồn, không có coi tivi, không có bấm điện thoại, không có đi đâu chơi hết. Là hai vợ chồng cứ tò te tú tí với nhau không, rồi xong cháu con quá trời luôn, quá đất luôn cả nhà. Mà ở đây đúng mát thiệt cả ơi. Là đây điện nó yếu đúng không? Mình yếu. Khảo sát là con tặng điện cho ông nha. Nên khảo sát con tặng điện con năng lượng bóng to hơn cho ông nha. Bóng to hơn nó sẽ xé hết cái nhà này luôn. Nhỏ nhỏ mà lại rẻ tiền quá. Từ này mà ông hai ông bà mà từ này á, từ này mà hai vợ chồng mà đi xuống làng mua đồ ăn á là khoảng bao lâu? Đi khoảng bao lâu? Ồ chắc là 15 phút á, đi xe chứ. Đi bộ. Đi gì mà nhanh dữ vậy? 15 phút là đi xe. À. Thì xe gắn máy này đi xuống cũng đường cũng nãy khó khăn. Nãy con đi lâu. Thì lâu rồi xe bốn bánh. Đường nó khó đi thiệt luôn á chứ. Khó. Mà trời mưa là đi không có được. Dạ. Mà phải trời nắng à, nó đi mới nhanh. Trời mưa chắc là mấy chục phút á. Hai vợ chồng á là chủ yếu mà làm cái gì? Thì làm rẫy. Làm rẫy hả? Làm rẫy mình đúng. Có bán không hay là mình ăn qua? Đâu ăn chứ bán gì đâu. À tự cung tự cấp luôn hả? Tự mình làm. Tự mình làm hả? Rồi bây giờ là mình chuẩn bị là nấu canh chiều á hả? Nấu canh chiều nè, nấu ăn chiều. Chừng nào nấu? Hiện lát nữa nấu. Bây giờ nấu rồi lấy con ghế con ăn luôn. Nha. Để cả nhà, bây giờ mình kêu. Bây giờ nè, cô bây giờ cô nấu bây giờ luôn đi. Con đi khảo sát hết. Bà con ở đây lát con ghế nhà cô ăn cơm luôn. À, quên kêu bà chứ quên kêu cô luôn. Cô già cô nữa. Bà. Bà già chứ. Bà nấu đi. Bây giờ bà nấu luôn rồi nha. Bây giờ là khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa chín ông bà. Ồ lâu cho. Là bao lâu nữa? Ồ 2 tiếng nữa không? 3 tiếng đồng hồ nữa. 3 tiếng rồi nó mới chín. 3 tiếng mới chín hả? Giờ này mấy giờ rồi ta? Để coi coi. 3 tiếng 9 à. 1 2 3 4. Rồi được, bà nấu đi. Lát con ghé con ăn coi thử cái món ăn hôm nay như thế nào nha cả nhà. Con đi qua nhà khác nha. À, bà nấu đi. Bà còn gạo để nấu không? Gạo có một chút. À rồi rồi còn gạo. Này cả nhà xem nè. Không? Tự cung tự cấp tự ăn rồi mà con cháu rất nhiều luôn nha.
Tại vì buồn á, con cháu nhiều lắm. Vui là không có con, ở dưới làng là vui á, đâu có con rất ít luôn, có người có hai người con, ở trên đây buồn quá con nhiều. Giới thiệu với tất cả khán giả, tuy là một cái ngôi nhà rất là nhỏ, nhưng mà đây là đại gia đình này cả nhà, tự cung tự cấp nha. Một đại gia đình rất là đông luôn. Bây giờ mình tính chia nhỏ nha, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. 10 đứa trẻ nhỏ cả nhà. 10 đứa. Còn mấy người con nữa là đi đâu chưa về đúng không ông? Đi làm. Còn cái đây là cháu thôi á hả? Cháu. Rồi khán giả cứ tưởng tượng đây là ăn uống như thế nào. Trẻ nhỏ rất đông luôn. Ăn cơm rồi nấu đậu, nấu đồ ăn cũng qua ngày hay. Rất là hay luôn. Rất khâm phục người đồng bào ở đây luôn ha. Theo chú Thép đi về ơi. À? Nha. Nha. Có bé nào tới chùm chú Thép cái, chú Thép cho quà này. Nào nào chùm một cái là cho quà. Chùm. Nào 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 nào. Chùm đó, chùm. Chùm cái là lấy có quà. Chùm. Chùm chùm. Chùm nhiều chùm quà vậy. Ôi giời quá. Lấy cho quà cho con nha. Nha. Dễ thương không? Rồi có biết nào ta chùm cái nữa không? Chùm miếng nữa cho quà. Ui giời ơi, giỏi không? Chùm lần đàn bà ở đây kêu là hôn á cả nhà. Mà bé này nó dễ thương nè. Thấy không? Bé này có tóc quăng 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 nè, thấy không? Lớn là làm hoa hậu miền núi nè. Mà điều cái mỏ rồi hơi lấm lem chút xíu. Chờ chú Thép một chút xíu, Thép đi thăm mấy nhà kia nha. Là lát qua lại thăm mấy con nha. Rồi lát nấu đậu nấu đồ con ghé công an nha cô nha. Đây, đi qua thăm mấy nhà trên núi trên kia nữa nha. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát một cái ngôi nhà thứ hai nha cả nhà. Ở đây là được bao nhiêu nhà chị? Ở đây là tổng cộng là ở hết xung quanh khu vực này là 20 nhà. Ừ, 20 nhà. 20 nhà là hiện tại là thiếu ánh sáng đúng không? Trước mắt là thiếu ánh sáng. Thiếu ánh sáng, thiếu điện. Ừ, còn họ chị nghĩ là họ canh tác cái gì để có tiền? Ở xung quanh đây thì họ trồng bắp, trồng đậu như hồi nãy. Để đậu là để làm thức ăn, còn bắp là để thay cơm. À, bắp thay còn cơm. Còn ngoài ra có chuối đó. Chuối đó là bán hàng luôn. Chuối họ bán, họ đem xuống đồng bằng họ bán để họ mua mắm, mua muối. À. Mà chuối ở đây cũng rẻ lắm, một nải có 3.000. Một quầy chuối vậy được có 2-3 mấy cây rồi vô đây thoải mái hả? Mấy cây là vô được, đường này là mới mở mấy cây luôn. À, mấy cây được vô thoải mái. Còn về xe giống em thì chưa bao giờ có chiếc nào vô đây đúng không? Chưa. Đây là chơi lần đầu tiên hả? Đây là lần đầu tiên có xe con vô được đường này. Hồi nãy Thép đi trên đường Thép hỏi mấy ông chú chân bộ, hỏi chú ơi hồi giờ chú thấy chiếc nào xe nào mà vô đây chưa? Ông nói là chiếc này là chiếc đầu tiên á. Chứ hồi thằng mấy cây đi vô không à? Nếu mà không có chị vậy chị em thì chắc em cũng không biết ở đây có nhà đâu. Thôi bây giờ mình sẽ vào khảo sát vài cái nhà nữa nha. Đi thôi. Ơi bà chị này bữa nay cũng dẫn Thép đi cả nhà. Tất cả mọi người xem nè, một cái nhà, hai cái nhà, ba cái nhà. Hiện tại đang nằm ở dưới chân núi nha. Bây giờ sẽ đi qua ba cái nhà đó hết nha. Ở đây là có nhà người ta có điện năng lượng bởi vì bên nhà thờ họ hỗ trợ, có nhà thì không có. Không biết là có nhà hay không, đi vô hai nhà này trước đi. Chuối đồ ở đây họ cũng trồng thấy không? Tốt ghê luôn á. Chuối với dừa nè. Cái này cũng người rất lay trồng không chị? Không, cái này của người Kinh. Ồ, hèn gì nhìn cái vườn đẹp ghê luôn á. Chớ người rất lai làm gì có tiền làm mấy cái này. Ăn không có ăn lấy gì mà làm rào mà làm lưới. Làm rào lưới với lại thấy chuối rồi nó tốt. Dạ, tại vì tốt là do người ta bỏ phân đồ á. Dạ, cái này là vườn của bên người dân tộc Kinh. Ừ. Thép thấy hình như bà con ở đây trồng sầu riêng nữa. Ở đây trồng sầu riêng có trái không? Dạ, sầu riêng ở đây có trái. Nhiều không? Trái nhiều. Tùy hộ, nếu hộ có khá giả thì họ bỏ phân thì mới có trái nhiều, còn không có hộ thì tự trồng tự nhiên vậy có bao nhiêu trái thì ăn bấy nhiêu thôi. Đây, nhà này có người này cả nhà. Giờ mình sẽ vô nhà này trước nha. À, Thép thấy là nhà kia cũng có một cái điện năng lượng mặt trời nè. Chào chị. Chào em. Chồng đi đâu rồi? Chồng lên núi rồi. Chồng đi núi làm cái gì? Kiếm bông. À kiếm bông hả? Nhà có điện năng lượng không? Dạ không. Chưa có ai tặng hả? À chưa có ai tặng. Đây là nhà ở trên đây luôn hả? Có còn nhà ở dưới nữa không? Dạ không. À là ở trên đây luôn. Có một cái nhà đây thôi. Ừ. Chưa có ở dưới hết. Dẫn em vào xem nhà cửa đồ ở làm sao? Mất là mất hai em mang hiểu. Mất hai em mang hiểu. Có cái nhà mà cả nhà không có gì hết. Dạ. Chưa có điện cả đêm là mình xài bằng gì cho nó sáng? Xài
đèn pin à. Đèn pin là đem xuống làng sạc hả? Dạ không, đèn pin mua pin. Đèn pin cục pin á, mua cục pin nhét vô. À mua cục pin nhét vô xài hả? À đèn pin. Đâu đèn pin nào đó lấy em xem thử. Có cái cục pin. Xin chào cô. Em có cho chồng chưa em? Có chồng. Bao nhiêu tuổi rồi mà lấy chồng? Dạ đây nè. Em 22. À 22 hả? Dạ. À thấp nha, đâu có gì đâu. Đó, đúng rồi thấp như vậy đó. Bỏ ba cục pin, ba cục pin này xài chỉ xài được bao lâu? Có 2 đêm à. Hết 2 đêm hả? Toàn đêm hết à. Rồi 2 đêm nhưng mà ba cục pin này nhiêu tiền cô? Có 15 ngàn. 15 ngàn. Ba cục pin xài được 2 đêm. 2 đêm. 15 ngàn. Ừ. Xài có 2 đêm à? Xài có 2 đêm. Vậy là 7 ngàn một ngày ha, cho nó dễ tính đi. 7 ngàn một ngày. Có nghĩa là 15 ngàn mà người ta xài 2 ngày thì 7 ngàn một ngày mà chúng ta nhân cho 30 ấy, là 210 ngàn tiền pin đó nha. Nếu mà ở dưới làng mình 210 ngàn là xài điện tẹt ga luôn đúng không? Đúng rồi, xài điện thoải mái. Mà ở đây 7 ngàn một ngày mà xài cái đèn pin chút xíu xíu à. Rồi cả gia đình mình ăn uống sao cô? Thấp nhà mình ăn uống thấp nhà nó luôn. Dạ. Tôi xong luôn. Dạ. Tôi xong rồi. Mày mua tiếp. Dạ. Tắt thôi. Hết pin rồi mua tiếp. Cô có ước mơ là cô sẽ có điện trong nhà không? Điện nhà mình đâu có đâu, điện nhà. Con sẽ tặng điện cho cô. Thì là cô mọi thế ở hay tiếp mọi tin điện, điện mặt trời mọi thế ở. Cô thấy cái nhà ở dưới kia họ xài điện bằng năng lượng không? Có. Cách đêm cô có qua đó chơi không? Không, đâu đi đâu, mà ở trên đèo mà không đi đâu. Vậy là bữa nào con đem điện đó lên con tặng cho cô nha. Là điện đó là xài không tốn tiền. Chỉ có tốn ánh nắng mặt trời, ông trời ông cho mình ánh nắng là sạc cho cái đó rồi xong sáng thôi. Mình ở kia, đó nhà. Dạ là đây là nhà chị. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23 rồi. 23 kêu em ơi. Đây là nhà em. Dạ. Còn dưới kia là nhà mẹ hả? Dạ. Nhà mẹ. À hai cái nhà. Ở đây là gian bếp nhà mình hả? Đi tới coi bếp. Ôi dồi ôi, xài tốn kia hả? Bình tháng xài 210 ngàn. Này bếp nè cả nhà. Mọi bếp điện năng lượng bếp. Này. Bếp với nhà tắm luôn hả? Dạ. Rồi nước ở đâu ra xài hay ạ? Dạ nước lấy suối đây thôi ạ. Ủa? Hay vậy ta? Ủa? Bắt từ trên suối kìa, bên suối. À bắt từ suối bắt xuống hả? Ừ. Bắt trên suối bắt xuống. À nước tự động đúng không? Còn cái nhà nào bên đó mình qua? Có, trong đó có. Dạ, nhà. Đi qua đó luôn. Đi qua đó luôn. Tính ra ở đây xài pin cũng hao tiền hết chứ. Đúng rồi. Ngày 7 ngàn đâu phải đơn giản đâu trời. 7 ngàn đó đối với người đồng bào rất lây là mua được gần ký gạo là ăn, là trộn chung với cái đậu là ăn cả ngày chứ phải ít đâu đúng không? Nhưng mà không có điện thì cũng phải điện. Tại vì có mấy em bé sơ sinh đó, em bé nhỏ không có điện nó không chịu đâu. Nó khóc cả đêm. Đúng rồi. Là phải chịu điện. Phải chịu ăn khổ một chút để mua pin về xài. Chứ bây giờ mua gạo nhiều thì cũng mua nhưng mà phải trộn với mà tiền đâu để mua pin. Nó khổ vậy chứ. Không, đa số người dân ở đây họ đi lượm phân bò. À, lượm phân bò. Nếu mùa nắng á, còn mùa mưa về tội lắm. Mùa mưa về họ thất nghiệp, họ không có cái gì để làm. Chị cũng đi lượm phân bò nữa. Chị đi lượm phân bò với lại chị đi lượm nhôm nhựa. Có thời gian chị đi thu mua nhôm nhựa. Trời. Đi lượm tới đâu có thì lượm, còn không có thì đi vô nhà dân người ta có thì chị xin mua lại 1 ký lời 1 ngàn vậy đó. 1 ký phân mình lời 1 ngàn hả? Không, 1 ký nhựa mình lời 1 ngàn. Còn phân mình có mua lại không? Phân chị không mua lại, tại vì đa số ở đây là họ đi lượm về rồi họ đem thẳng ra ngoài người thu mua luôn. Phân bán nhiêu ký? Để nhặt cho một bao chứ, một bao ba la bự, bao đỏ bự á, một bao đó là nếu mà mùa nắng á là được 30 ngàn, còn nếu mùa mưa như vậy là 20 thôi, mà mùa mưa kiếm không ra phân. 20 ngàn bao. 20 ngàn một nếu bao. Nếu mà chị nhặt ngày bao nhiêu bao? Một ngày nếu mà chị nhặt, nếu mà chỗ chị xuống cái chỗ mà bên người đồng bào người Kinh ở á, là họ không có nhặt phân. Thì sẽ được một buổi sáng như vậy là được 3 bao. Còn nếu như đi lượm trong vòng trong làng như thế này thì đảm bảo không có phân. Bởi vì nhà nào là họ cũng nhặt hết rồi. Cũng nhặt hết rồi. 3 bao thì 60 ngàn. Đúng rồi, 3 bao 60 ngàn à. Xăng cồ mình nữa. Và một điều mà đáng trân quý ở đây là chị, mặc dù chị cũng cuộc sống cũng khó khăn, nhưng mà chị cũng hay quan tâm tới người đồng bào rất lây. Ở đây thì sáng cũng có gặp chị cũng chia sẻ là hàng ngày chị đi nhặt phân bò thì chị mới đi nghe qua mấy cái nhà người đồng bào ở đây cho mới biết được cuộc sống ở đây. Nhặt phân bò, rồi đi nhặt nhôm nhựa, rồi còn làm gì nữa không? Đi xin giao báo với làm thuê. Ủa giao báo bên đây người ta cũng đọc báo nữa hả?
có đọc báo. Mấy người lớn tuổi họ không có rành công nghệ, họ vẫn đọc báo. Đọc báo. Là cũng đi xin giao báo vậy, rửa tách, rửa ly thuê, làm mướn thuê thêm ban đêm vậy. Ở đây một người bình quân á, theo mà chị nghĩ một người mà bình quân ở trên miền núi này mỗi tháng người ta kiếm được khoảng cỡ 1 triệu không? Một người á hả? Một người á. Không, chắc không tới đâu. Tại vì giống như một ngày á, họ đi lượm phân bò được là không phải ngày nào cũng có đâu nha. Ví dụ 2-3 ngày họ lượm, họ chờ, họ phơi khô cái đó họ đem bán, là bình quân là một ngày họ được có khi 30-40. Họ ăn làm sao, ăn trong cái số tiền đó là chi làm sao cho đủ, ví dụ đủ cầm cự được 3-4 ngày. Là không, một người không thể cao kiếm 1 triệu trong vòng 1 tuần hay là gì đâu. Khổ lắm. Có người là đi lên rừng á, đi kiếm cây lan rừng rồi về bằng bán. Mà kiếm là có khi họ ở lại trên đó 1 tuần là vợ con họ cứ ở vậy đó. Vợ con ở nhà tự cung tự cấp. Vậy là mỗi tháng là mỗi tháng mà mình, nếu mà người đồng bào ở đây là mỗi tháng thu nhập bình quân của họ chắc thép nghĩ cỡ 500 ngàn. Chắc sợ nhiều khi không tới nữa. 500 ngàn mỗi tháng cả nhà. Là thu nhập bình quân của họ, ăn uống đồ này kia 500 ngàn. Nếu mà mình sống với đồng bằng đâu có đủ, 5 ngàn không làm gì hết. 5 ngàn nhiều khi đi chợ có một bữa hết. Còn người đồng bào ở đây là 500 ngàn họ gom ghé ăn được một tháng luôn á. Có người còn không kiếm được 500 ngàn nữa. Đúng rồi, không kiếm được. Đấy. Nhất là mấy bà già như thế này. Nhưng bây giờ chị già là có cuộc sống gọi là một trong những người có cuộc sống mà nói chung là cũng ổn định trong cái khu này. Nhưng mà chị chia sẻ là mỗi tháng chị có kiếm được 1 triệu mấy 2 triệu thôi cả nhà. 1 triệu mấy 2 triệu là ổn định nhất á nha cả nhà. Nếu mà tính ra là nói ra cho dễ hiểu là giàu nhất khu này luôn á. Nói vậy cho dễ hiểu. Còn riêng mà bà con ở đây là tháng 300-400 ngàn là cho đó là bình thường hả? Bởi vậy nhiều lúc chị đi lùm phân bò đi ngang qua bán được 3 phân, nhưng mà gặp cái nhà bà cô già, chú già tội quá thì chị cũng mua ít trứng cũng chia, rồi cũng còn mấy chục ngàn đem về cho con cái ăn vậy thôi. Nói chung là mình chia sẻ cho nhau vậy thôi. Tại vì mình làm được, nhiều khi họ không có để mà làm như mình. Họ muốn làm nhưng có thể họ không làm được, bởi vì không ai muốn mà làm được hết á. Dạ. Ở đây á cả nhà, ở đây là trong cái khu vực đây là khoảng cỡ bao nhiêu nhà chị? Ở khu vực này là cỡ 10 nhà. Còn khu vực ở trên núi nữa, gom hết luôn á là cỡ 20 nhà. Cỡ 20 nhà, tại vì họ ở lẻ tẻ dưới chân núi á. Lẻ tẻ mình đi cũng vất vả người ta. Đúng rồi, đi cũng vất vả. Nếu như hồi giờ bữa nó phát điện năng lượng mặt trời á, làm sao mà để tụ hợp lại hết để mình phát ta? Cái này phải thông báo trước quá hả? Đúng rồi, cái đó là phải thông báo trước. Cho một người bản địa ở đây họ đi lên núi, họ kêu họ xuống để nhận điện năng lượng mặt trời đúng không? Để kêu hết họ xuống núi tập trung tại một chỗ. Còn hôm nay là chỉ có 10 nhà ở trong cái khu vực chân núi thôi. Là hôm nay chắc là chiều hôm nay là mình đi 10 nhà. Hôm bữa có cô Phù Phương ở Mỹ gửi cho thép là số tiền 1.000 đô la Mỹ là 23 triệu 500 ngàn. Hôm bữa là thép phát ở trong bãi rác á, phát quà cho bà con bãi rác mỗi người 1 triệu cả nhà. Chỉ là 15 người thì là chỉ hôm đó chỉ phát 15 triệu thôi, là còn dư số tiền lại 8 triệu 500 ngàn. Thì hôm nay số tiền của cô Phù Phương ở Mỹ còn lại 8 triệu 500 ngàn, và thép ủng hộ thêm 1 triệu 500 ngàn nữa là chẳng số tiền 10 triệu. Hôm nay chị em mình sẽ đi 10 nhà để tặng cho mỗi bà con 1 triệu, và mình sẽ thông báo với họ là sẽ tặng điện năng lượng mặt trời cho họ, được không? Chị nghĩ ok không? Quá ok. Quá ok. Chị cũng không biết sao mà cảm ơn hết em với lại Mạnh Thường Quân đây nữa, để giúp đỡ bà con của làng chị. Những bà con sống ở dưới chân núi thấy tội quá. Có nghĩa là mình đi khảo sát, với lại mình tặng cho họ phần quà cho vui, với lại làm có họ có cái niềm tin cả nha. Chứ nhiều khi tới hỏi thăm họ, nhiều khi không tặng quà họ cũng buồn. Cho họ rồi mình dặn họ bữa nào mình có điện năng lượng mình sẽ thông báo. Có gì em gọi chị rồi chị sẽ thông báo với bà con đây là bữa đó mình tụ hợp lại chỗ nào đó, một cái nhà ở nhà mới nãy. Mình nhà nhận điện năng lượng. Tới mình nhận điện năng lượng xong mình về mình bắt luôn cho họ luôn. Rồi đi. Đi cả nhà. Đi vào nhà đây. Ở đây phải công nhận mát ghê luôn á. Xài nước trên núi xuống, mát. Xài nước trên núi rồi trồng sầu riêng rồi tốt ghê luôn. Trời em ơi, hết. Mẹ đâu rồi? Trời ơi, vô lúc hết rồi. Cái này ở riêng lấy chồng, ở riêng mẹ nhà bên kia. À, mẹ bên nhà bên kia hả? Là em lấy chồng em mệt. Ở riêng hả? Có con chưa? Đó. Đâu con đâu rồi? Đó, là thương. À, nhà em có điện không? Điện hư rồi.
Điện gì mà hư? Ai tặng cho em? Mua. À mua hả? Đâu anh coi sao? À cái này là 500 ngàn đúng không? Dạ. Hư rồi hả? Bữa nào anh tặng cho cái khác nha. Dạ. Ăn cái gì á? Ăn chuối. Ăn chuối nướng. Cho ăn chứ? Hết rồi. Hết rồi hả? Ăn đi miếng nhỏ xuống. Chuối nướng chấm với nước mắm hả? Dạ nó ngon hơn. Ở đây, ôi trời ơi, ở trên núi mà cũng xài sơn môi sơn đồ nữa hả? Phải giỡn đâu? Có chồng chưa? Hồi nãy mới hỏi em dưới này chị em kìa. Hồi nãy giờ anh đi vòng vòng anh quên. Hồi nãy hỏi có chồng cho em nói. Cái sơn môi này là em lấy cái gì em quẹt vô môi em hay là em mua cái son em sơn? Tự đi mua chứ. À tự đi mua hả? Có người ta lấy sương rồng á, cả nhà trên núi có trái sương rồng người ta lấy quẹt vô nó cũng đỏ cũng đẹp lắm. Hôm nay tới thăm gia đình chị là nhà em đúng không? Tới thăm gia đình rồi bữa nào anh Thép ghé tặng điện năng lượng cho nha. Nè, tặng em phần quà này. Tặng em phần quà mua gạo ăn nha. Rồi ok, cảm ơn em nha. Đi xuống mấy nhà kia nữa nha. Nha, đi. À, trong đây đang có cái nữa. Đi chị. Tiếp tới một cái nhà sâu gần chân núi có trồng sầu riêng luôn. Ồ, tốt ghê luôn hả ta. Đất tốt. Tuy lá sầu riêng có vẻ to nhưng mà thiếu dưỡng chất cả nhà, ba ngón tay luôn. Nếu mà sầu riêng mà đạt lá nó sẽ xanh đen mà nó bóng luôn. Còn này là do ông không rải phân này. Đấy, ông không rải phân gì hết nên cái lá nó kiểu như là nó không có đủ dưỡng chất. Nó có vẻ nó ngã màu vàng là thấy không? Ngã vàng này, nó thiếu phân nè cả nhà. Này là thiếu phân. Không có ai nhà ông chị? Có ông. Đi vào đây. Ông ơi. Ông ơi. Ơi, rồi chưa? Ông rồi chưa? Ông làm gì ông ơi? Tới chơi ông ơi. Ông bị tật. Ôi, ông bị tật hả? Ông bị tật. Nhà ông đây nè. À. Ông bị có tật cái chân, ông đi nhắc theo. Tới chơi với con ông ơi. Đây đi đường này nè, Thép. Nhà ông ở đây không? Ông đi. Ông đi ngồi đây cũng được ông ơi. Dạ, ở đây cũng mát này ông, tới gần cây sầu riêng luôn ông ơi. Ở đây có cây sầu riêng đẹp này ông. Chân ông bị sao vậy ông? Bị từ nhỏ. Đâu, dán con coi coi. Rồi cái chân ông sao teo dữ vậy? Ồ, bị từ nhỏ không? Còn cái chân kia bình thường hả? Bình thường. À, còn cái bàn như thế nào? Cũng dễ à. Ôi giời ơi, ông bị liệt cái chân. Liệt cái chân hả? Nó không có nuôi được nữa hả? Nuôi được. Vợ ông đi đâu rồi? Đi quay bò. À, còn con ông đông không? Con bao nhiêu người? Ba. Ba người hả? Nhà ông trồng cái gì á? Trồng đây đây, mới làm đây. Cây sầu riêng hả? Cây sầu riêng. Ông có hay bỏ phân cho nó không? Cũng mua bỏ một lần. Từ cái lúc mà ông trồng tới giờ ông bỏ mấy lần rồi? Có một lần hả? Mình không có tiền mua phân á. Mấy năm ông trồng mấy năm? Đây chắc 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi mà bỏ một lần. Người ta trồng 2 năm rưỡi là người ta bỏ 20 mấy lần phân rồi. Đây có ông trồng 2 năm rưỡi mà ông bỏ một lần. Cả nhà coi cây sầu riêng này nó thiếu chất trần trọng luôn. Mà nhờ biết sao, cái vùng núi này công nhận phải nói là đất rất tốt nha, nhưng mà thiếu dưỡng chất này. Vàng lá hết luôn thấy không? Ông trồng gì là làm sao có ăn được ông? Bữa giờ ông trồng sầu riêng mà ông trồng kiểu này, ông trồng chuối ông bán còn có tiền hơn ông ơi. Đây là thích mà, thích người ta làm á, mình rất kiếp á. Nhưng mà sầu riêng này nó yêu cầu đầu tư phải mạnh lắm. À, trồng ít ha. Dạ chứ mấy cây à. Chứ đầu tư kiểu này là không có ăn đâu ông ơi. Đầu tư kiểu này là tiêu rồi. Tới khi nó lớn là nó vàng lá là chết luôn á. Phải đầu tư thuốc đồ phân rồi giữ. Phân hữu cơ á, ông bỏ phân hữu cơ nhiều vô. Đi nhặt phân bò về ủ bỏ vô. Còn xịt thuốc rồi thì xịt thuốc sinh học cho nó đỡ. Nhà ông có mấy trái mít rồi, có chín không? Có. Đây là 2 mít rồi còn xịn trái. Mít ta xạ này. Đây, còn nhà ông đi luôn. Tắt. Chân ông vậy mà ông đi hay dữ ta? Ừ, nhờ đi chống cây mới đi được. Có cây chắc đi được. Ô, chó đẻ kìa.
Nó cắn không ông? Không. Cả nhà xem nè, dễ thương không? Đừng có cắn nha. Ừ. Này dễ thương không? Chó đi hang, bốn con luôn, bốn con một màu luôn. Nó sợ nó. Ê ê ê ê ê. Nó sợ. Ông mới hái rồi hả? Đây chắc nó chín rồi, rụt ngon thử mấy anh. Ủa chín chưa? Giờ là chín chưa? Ừ. Sao còn cứng sao? Nó rụng luôn hả? Nó rụng nè. À, còn cứng mà nó rụng. Ừ. Không, cái này đem vô vú nó chín á. À. Ừ. Thơm rồi nè. À, thơm rồi chín rồi. Nhưng mà ăn được chưa? Được. Vô mình khẽ mình ăn thôi. Qua bên. Để biết ra ăn thôi con. Ăn ra ngắt này. Ừ. Sao mà con thấy cứng ngắt mà ăn được ta? Ừ, biết thấy nó vậy. Dạ. Đất nhà ông rộng không? Tao có đồ biết, chắc được có mẫu à, mẫu mấy à. Mẫu hả? Có giấy tờ gì không? Không kìa. Hả? Không có đâu. Không có giấy tờ hả? Rồi lâu lâu có ai lên đây hỏi ông mua đồ, hỏi mua đất mua đồ? Cũng có. Nhưng mà ông có bán không? Không. Không, để làm thì đừng bán. Để làm cho. Người ta mua nhiêu? Mua được không? Còn đất có sổ đỏ người ta mua ấy, đất này. Đất không có sổ đỏ, sợ tao mua rẻ hả? Rẻ. Rồi ông trồng thì nước đâu tưới? Có, nước múc hồ. Múc trong hồ tưới hả? Ờ, múc ý là có máy. À, bơm lên hả? À, bơm lên. À, bơm lên tưới. À. Nhà có điện không? Nhà không có điện không? Không. Chớ cái đêm ông xài bằng gì? Xong bằng pin. Cái đèn pin ở đầu mình hả? Bỏ pin vô xài hả? Bỏ pin vô xài. Mua cái pin bỏ vô hả? Nhiều cục. Bữa nay một cặp mình dạy là 12 ngàn rồi. Cặp 12 ngàn. Từ đó tới bữa nay chắc còn gùi mấy đó. Pin đó. À. Từ đó tới bữa nay mà lấy gùi đựng pin đó hả? Cho vô, nếu mà đựng chắc còn gùi mấy đó. À. Mấy năm ở đây mà. Mấy năm ở đây rồi? Mười mấy năm mà. Chừng nào ông bắt điện? Biết chừng nào bắt điện. À. Tiền đâu bắt nổi. Mà điện năng lượng kia mà bắt chưa lấy được nè. Năng lượng mà chưa có tiền để lấy luôn hả? Ờ. Trời. Đào vậy mà. Mất mùa một quá. 1,5 triệu một cái à, rẻ à. Rẻ mà mình không có tiền. Không có tiền luôn hả? Ờ. 1,5 triệu nha, là ông cũng không có tiền mua luôn. Vâng. À. Đâu vậy, ai tặng ông lấy không? Ồ, nếu tặng lấy chứ. Tặng lấy chứ. Tặng ông thì ông lấy hả? Tặng lấy chứ. Mất cười. Tự nhiên bây giờ ai tới tặng tiền ông lấy không? Con hỏi thiệt á, bây giờ ai tới tự nhiên tới tặng tiền ông lấy không? Mình lấy chứ. Cho tiền lấy hả? Tiếp hỏi nhiều cái đầu. Con tặng ông mua gạo nha. Cảm ơn. Dạ, một trái mít này, đỏ một trái mít cho con nha. Ừ, trái mít dễ được 1 triệu. Trái mít là được 1 triệu. Làm gì có. Bây giờ ông bán trái mít này con 1 triệu nha. Nha. Cho con ăn không thì có khỏi tiền. Con có mua đây, mua trái mít nè. Con đùa với ông thôi, chứ tặng ông 1 triệu mua gạo. Ít bữa nữa con lên con tặng cho ông một cái điện năng lượng mặt trời. 1,5 triệu cho ông xài cho sáng nha. Cháu ông đông không? Có mấy đứa cháu qua đây con? Qua đây. Cháu trò dưới đó. À, trò dưới đó hả? Có học không? Có đi học không? Không. Chưa. Hôm kia mẹ nó đâu có đi cho đi học đâu. À. Không đi học chữ luôn hả? Không đi học chữ luôn. Là tự cung. Là một nhà đó 6-7 người đâu có học đâu. Tự cung tự cấp là cho con khỏi đi học luôn hả? Biết nói tiếng Kinh không? Châm miếng đây. Châm đi. Ngại. Thơm hả? Thơm. Cho con nha. Rồi cho con. Ủa, cái đó cái gì đâu. À, dạ, cảm ơn ông nhiều nha. Ờ, đây là giới thiệu với cả nhà là đây bà con sinh sống. Đây là họ lấy nguồn nước trên núi họ lấy xuống nè. Đấy, nhưng mà ở đây được con cái là họ mở được cái, họ đóng được nước nha. Còn có những chỗ là họ đóng được, họ đóng thì tất cả đường ống nó sẽ bể, họ để là chạy xuyên suốt quanh năm suốt tháng luôn. Còn đây được con cái là mình đóng. Nhìn giống nước máy không? Nhưng mà thực tế là ở trên núi dắt xuống không? Ở đây chỗ này nè. Mình bắt dễ tốn tiền không ông? Con ở đây gần đào hồ chỗ này nè. Tốn tiền không? Tốn nhiều không? À. Đâu có tốn tiền đâu. À, ông dẫn con vào nhà xem thứ nhà hai vợ chồng như thế nào. À, cái nhà mình này hả? À, nhà đây. Ờ, là ông ở đây luôn hả? Ông có cái nhà nào ở dưới nữa không? Có nhà 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 đất cho làng đó mình ở đấy nuôi gà bầy bả. À,
Còn cái nhà kia ông ít xuống lắm hả? Ít xuống. Lâu lâu ông có về hay là ông? Là lâu về. Lâu lâu mới về hả? Lâu lâu mới về. Đây là cái nhà. Nãy ông có nói với thép là ông xài cái này nè. Cái này là ông câu bình vô ông xài không? Ừ, câu bình xài. Còn này là xài pin hả? Xài pin. Xài pin. Đây cũng cầu ông là ô đấy. Dạ. Rồi cái đêm ông với vợ với ai ở đây? Với vợ với đứa con út nữa. Dạ, cái này xài pin hả? Xài pin. Vì sao ăn uống rồi được? Vậy dạ. Nên mình chỉ đủ thắp sáng thôi chứ, sao ăn uống rồi được. Đủ thắp sáng bậy bạ thôi chứ. Rồi cái đây là cái bếp. Cái bếp. Là canh mình nấu ăn nấu uống đồ đây hết, hai vợ chồng cố định đây luôn hả? Để con xin phép bữa nay mình ăn cái gì? Cơm, phê mì chấm mắm. Ở đây ăn hay ăn phê mì chấm mắm vậy ta. Chiều nay ăn gì vậy ông? Chiều cũng nấu cơm cũng ăn với xì dầu à. Có đồ ăn đâu. Chứ cá thịt đồ mình không mua ăn à? Mua tiền đâu mua, lúc có lúc không ha. Tới chú già người ta lên chặt mà mình có đồng mà mua. Chú cá chú... khô à. Cá tư ít mua lắm, lâu lâu mua một lần, cá khá là mua được cá tư. Ông thích ăn cá khô không? Thích chứ. Cá khô hả? Ok. Chuối thì lâu lâu ta lên ta mua một quầy, ông bán nhiêu tiền? Ủa, thì người ta mua ép quá. Quầy được à? Bữa đó là 55 quầy, người ta đưa cho mình có 57 à. 55 quầy bao nhiêu? Xin lỗi, là 55 nhánh. À. 55 nhánh cho được 57. Có 170 ngàn à hả? Có 170 ngàn, thử là không nổi nữa. Trời ơi, sao rẻ vậy? Nhánh, một nhánh chuối mà có hai, đâu? 55, 170. Thì vậy chạy ra nhánh chuối đâu có mấy ngàn bạc à? Đó. Nhưng mà họ mua khá thì mình cũng đỡ cho mua cá, mua mắm ăn. Nhánh chuối có 3 ngàn à? Thì thử vậy đó. Trời ơi, nhánh chuối có 3 ngàn cả nhà. Mình ra chợ mình mua nhánh chuối chắc phải mười mấy, 20 ngàn nhánh. Thôi con xin phép ông nha, bữa nào được con đem năng lượng lên này, có gì con tặng cho ông, con bắt luôn cho ông luôn nha. Rồi chúc ông sức khỏe con đi nha. Dạ 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 dạ. Cái nhà nãy mình hỏi mà mình chưa tặng quà cho họ này cả nhà. Nhà đầu tiên lên đó được hai cái. Con của em mấy người? Ba. Mít này. Bé này. Dạ không, bên kia. Đây cháu hả? Dạ. Rồi chồng đi làm chừng nào về? Dạ chắc đi ha, ngủ 2 tuần. Đi trong núi đi kiếm bông. Đi kiếm cái gì? Kiếm bông lan á. Bông lan hả? Dạ. Ví dụ như 2 tuần là về được bao nhiêu tiền? Có 600 ngàn. 600 ngàn hả? Dạ. 600 ngàn đó 2 tuần đó là? Ít. Ít hả? Dạ. Còn nhiều là được bao nhiêu? Dạ, có 1 triệu mấy à. À nhiều thì được, 2 tuần thì được 1 triệu mấy hả? Dạ. À. Nhà em thì bữa nào anh lên tặng điện lượng nha. Dạ. Ừ. Nào lên tặng điện lượng cho sáng cho có con rồi nó lái nha. Cho miếng ơi. Bánh này không thích. Còn bây giờ anh tặng cho em 1 triệu để cho em mua gạo mua đồ ăn nha. Dạ. Nha. Ừ, ngay. Bữa nào anh lên anh tặng điện năng lượng cho nha. Ừ, ngay hè. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Tăng là chưa bị thế. Giờ đi xuống nhà dưới kia cả nha. Tặng anh đó hả? Dạ. Thôi để bán lấy tiền. Để bán lấy tiền đi. Tặng. Chú này bán người ta bán nhiêu hoài đây? Có 13 ngàn hoài à. 13 ngàn hả, rẻ vậy. Một quầy gì mà có bán có 13 ngàn à. Thôi để bán lấy tiền cho mấy mẹ con ơi. Cho tặng anh chú. Tặng anh cũng ngại lắm. Thôi lâu lâu nó ở đây dân ở đây nó vậy á. Lần ha. Tặng nên gặp lại. Tặng anh cũng ngại lắm mà không dám lấy đâu. Mà nhà còn quầy nào nữa không? Đâu bùng. Con quầy hả? Tưởng còn quầy nào nữa chặt thêm. Ít có hại tôi cười mệt mỏi thì đi cả nhà. Ông chú kia tặng cho tới mít, còn bà chị này tặng cho bà chuối. Được, hôm nay là cảm ơn bà con ở đây nha. Nói chung là đây là cũng là tấm lòng của họ, mình không nhận thì cũng kỳ, mình nhận cho để có chiều luộc chuối ăn. Đây chào em. Ủa dữ vậy, mẹ em đâu? Mẹ ta. Mẹ đâu? Xuống dưới nào? Đi xí cá rồi. Đi bắt cá hả? Dạ. Mèo. Dễ thương không? Mèo. Nhà em có điện năng lượng chưa? Nó có thì tối là nó bị chạm hả? À tối bị chạm hả? Dạ.
Miu. Hồi nãy mẹ có nói chuyện với anh rồi mà anh quên tặng quà cho mẹ. Lát mẹ về đưa quà cho, nói anh Thép tặng cho quà cho mẹ nha. Dạ. Bữa nào anh Thép lên anh Thép tặng cho mẹ cái điện năng lượng đó nha. Dạ. Nè. Rồi em cảm ơn anh. Rồi, tặng quà cho mẹ mua gạo ăn nha. Dạ. Nha, đi nha. Dạ. Bữa nào anh lên lại. Mẹ đi bắt cá cả nha, bắt cá để đông cơm chiều. Leo núi bên kia mệt lắm. Nhà này nãy mình có khảo sát rồi. Mình chưa tặng quà cho họ. Ở đây phải nói bà con ở sạch chưa. Cô ơi. Mẹ đâu vậy em? Đây. À cô. Nhà cô này ở đâu? Kia. À dưới kia lát, cô lát về lát con xuống con thăm nhà một cái. Con tặng quà cho. Có nhà có gạo ăn không cô? Có. Có và được gạo hả? Con tặng thêm ít tiền để mua gạo mua cá ăn nha. Chiều đi chợ nha. Cô biết bao nhiêu tiền không? Triệu. À biết triệu luôn. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, đi xuống nhà trước kia. Coi chừng này. Tiếp tới một cái nhà nữa. Chưa. Trời ơi, chó gì mà đông dữ vậy trời. 1, 2 đứa nhỏ. 3, 4, 5, 6 đứa. Chào chị. Ăn cơm hả? Ôi. Em chào anh. Hai vợ chồng ăn cái gì vậy? Cháo chứ cơm cái gì? Ăn cháo hả? Ừ, ăn cháo nè, khổ quá, đi chặt chú mới về nè. Mấy người con? À, 7 đứa, 8 đứa. Ừ, 7 đứa con. Chị 7 người con hả? Dạ. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, sinh năm 84. Vậy là bao nhiêu tuổi? Ba mấy? 84 là 37, 36 và 7. 37. 37 tuổi 8 đứa con hả? Rồi có định đẻ nữa không? Sao có? Ông mới này. Ông mới là đẻ nữa hả? Ừ. Ông mới bao nhiêu tuổi? Ông mới, hôm nay ông 4 mấy tuổi ạ. À, 4 mấy sao trẻ vậy? Sinh 1979. Ông trước, chồng trước kia mới chết 2 năm nay. Sao ông mất rồi? Bây giờ ông đâu có bệnh ê cái tay này. Trời ê cái tay rồi mất. Cái ông trước là đẻ 8 đứa đúng không? Dạ. Chị bác ông đẻ nhiều quá. Ông yếu sức. Mệt quá. Ông sau này đừng có bắt đẻ nữa nha. Ông sau, muốn con làm sao? Ông sau này có đẻ đứa nào chưa? Chưa. Đừng có bắt ông đẻ này. Tội ổng. Ông kia mà đẻ gì mà cho 8 đứa hèn gì? Khổ quá. Khổ quá mà đẻ dữ vậy? Khổ quá. Hồi đó thấy khổ quá, đẻ cho con nhiều năm mai con lớn con nuôi mình ha được không? À. Khổ quá đâu. Rồi bây giờ đem ông mới về cho nuôi mấy đứa nhìn đấy đứa con của ông cũ hả? Ừ, con cũ không nè. Con cũ rồi mà ông mới ông có rên không? Không, ông không rên đâu, ông đòi đẻ nữa kìa. Nhưng mà 2 năm rồi mà chưa có con. Chưa, từ khổ quá. Tính ra ông mới này ông yếu hơn ông cũ à. Ừ, có hồng nè. Vậy là cái ông chồng mới này đẹp, em thấy đẹp trai trẻ hơn ông kia á. Ừ. Hả? Ông kia lớn hơn ông tuổi. Chính là chị cũng biết lựa chứ. Đẹp trai trẻ hơn ông kia nhiều. Mình đâu có lựa đi đâu, tự ông xuống ông ưng đâu ông. Tự xuống ưng hả? Ừ, chứ mình đâu có xăm điện thoại điện đồ hết á. À. Ừ, chết ông rồi mấy tháng rồi. Là anh ơi. Anh dẫn Thép vào thăm nhà tí anh, nhà có điện năng lượng chưa? Mới người ta mới cho đó. Điện năng lượng hả chị? Hư rồi. Anh sinh năm mấy? Anh sinh năm mấy? 1979. 1979 mà cả nhà nhìn nè. Nãy giờ Thép tưởng là ổng khoảng cỡ 32 tuổi không à. Trẻ ghê luôn á. Mà 2 năm nay chưa có con hả? Chưa. Là hai vợ chồng có định có nữa không? Thì do ông trời sắp đặt cho nó có thì nó có. Do ông trời sắp đặt hả? Có thì có, không có thì không. Nhưng mà nhắm là chịu nổi không? Hên xui hả? Hên xui. Nuôi theo khô, giàu có đâu mà khô quá nè. Này cả nhà, mấy con qua đây mấy con. Mẹ biên. Qua đây chú Thép chơi. Mấy đứa kia nó chặt cúi rồi. Đây, một con bé nè. Hai bé nè. Ba bé nè. Nào đi qua bên đây. Nào in. Bốn bé. Ủa gì là còn nữa hả? 7 đứa lận. 7 đứa đi bên mẹ lớn kia, đi chặt cúi vào rừng kia. Đi chặt cúi vào rừng hả? Dạ. Cả nhà bây giờ mình đang tưởng tượng cái hình dung là hai vợ chồng mà bây giờ nuôi 7 đứa con. Hai người nuôi 9 người. Vậy là bây giờ hai vợ chồng là cứ hàng ngày cứ đi làm đâu có dám nghỉ đâu phải không? Làm việc cho kiếm có ăn á, chặt lê chặt đồ. Vậy là anh cũng lên rừng chặt lê chặt đồ nuôi vậy hả? Nhà có cái điện năng lượng mà nó không sáng hả anh? Không sáng đâu. À không điện sáng. Điện người ta cho lâu rồi. Dạ. Rồi nhà mình
Nhà mình bây giờ là hiện tại là cái đồ ăn chính nhà mình ăn cái gì vậy chị? Nè, ăn dưa hấu người ta mới ăn bé cái đi làm này, bà chị nó cho này, ăn thấy. Rồi mà nấu mình có nêm nêm ngọt, nêm muối ăn thấy. À, là cháo này một mình gian á hả? Mình ăn đôi qua đi chặt chú mới về nè. Rồi con rồi chồng rồi đâu? Phần con có chồng đâu rồi? Không, ông ăn ông bệnh á. Dạ. Rồi. Ráng đi, cố gắng gần có bằng rồi. Ừ, khổ quá nè. 8 đứa rồi, gần có để 2 đứa là có cấp bằng luôn. 36 tuổi mà 8 đứa con cả nhà. Khổ quá, nhà như rầy như nhà này đâu có giàu có đâu. Người ta hiện tại bên này người ta làm ăn bếp gà, mình hiện tại còn cúi miết ở dưới làng cũng vậy. Tại vì chị để nhiều quá khổ rồi, đúng rồi. Khổ thiệt chứ. Có định không, như cái giờ hồi đó như cha mẹ mình hồi xưa, giờ cha mẹ mình còn có đất có đai người ta rồi, hiện tại con ưng chồng rồi cha mẹ mới chia người ít làm ăn mới có, chứ mình nghèo từ cha mẹ mình hồi đó giờ tới bây giờ mình ưng chồng rồi về tự làm tự ăn tự kiếm đất. 8 đứa con, 2 vợ chồng, 4 con chó nữa, kêu sao giàu nổi. Nè, chó con nào con lấy nè cả nhà. Kệ nó, nè. Nuôi thấy cho nó ôm nhà ôm cửa. Cả nhà xe này, người không có ăn là lấy gì chó không? Nhìn thảm kia luôn trời. Ăn thảm. Chúng con chuột hả? À, không biết ai sợ chị chưa chứ em cũng sợ vậy luôn. Sợ chị thấy mà phải công nhận anh chồng trẻ thiệt. Trẻ gì đâu. Hôm nay em tới đây em thăm rồi để vào bữa em tặng điện năng lượng mặt trời cho sáng nha. Dạ cảm ơn. Cho sáng. Tặng chị 1 triệu mua gạo cho mấy đứa nhỏ ăn nha. Dạ cảm ơn. Nha, chúc sức khỏe nha. Đừng có để nữa nha. Không làm nhưng mà 2 vợ chồng làm thêm đứa nữa cho nó vui. Rồi mình nghĩ luôn nha. Chứ nhiều khi ông chồng mới mà không có đứa con nọ cũng buồn. Lúc trước kia anh có vợ. Lúc trước ở trên Bình kia. Có Phước Bình anh có vợ có con chưa? Có rồi hả? Ba đứa con rồi mưa. Dạ vợ mất. Còn là bà chị này cũng có chồng mà vừa mất. Ủa sao nãy giờ cười ngon lành bây giờ khóc rồi? Hồi nãy giờ cười mình lỡ mình cười luôn ấy, tại sao khóc? Em ta chạy tới gia đình chị tới khổ quá nè, em cho tiền em chạy không bằng vậy. Đang ăn cháo mà tiếp cho tiền khóc luôn cả nhà. Thôi nãy giờ mình vui vẻ mình cười giỡn, nãy giờ chị khóc cả nhà. Thôi đừng có khóc nữa nha. Bữa nay em tới em cho tặng điện năng lượng cho xài. 7 đứa con mà không phải đơn giản đâu cả nhà. Ngày là phải lam lũ trên rừng trên núi để chặt tre chặt le rồi phải về kiếm cơm kiếm đồ cho con nó ăn chứ. Giờ một ngày nghỉ là coi như tôi luôn. Giờ cơm không có nấu cơm mà nấu cháo ăn luôn ha. Thôi cố gắng lên nha. Ủa chứ hồi giờ không ai cho tiền chị sao? Không. Hồi giờ có ai cho tiền à? Khó. Rồi chị một ngày chị đi làm vậy là kiếm được nhiêu tiền? Dạ chặt liên ngày có 35.000 bó. Ngày là 35.000 bó, ngày chặt bao nhiêu bó? Dạ ngày được chặt được mình khuya được 3 bó, 4 bó. Ngày còn yếu thì được ngày 2 bó. Vậy là ngày 2 bó kiếm được khoảng cỡ 70 ngàn, 70-80 ngàn. 70-80 ngàn có đủ nuôi 7-8 đứa con không? Khó đâu, con mua 1 bao như mua 5-10 kg gạo vậy. Dùng là 2 ngày được 10 kg gạo vậy. À, là đủ cho con ăn uống hả? Dạ, qua ngày mai ngày mốt con kiếm lại một muối đồ á. Nói chung là có gạo với ăn muối bột ngọt đường rồi vậy là thôi. Chứ nói về thịt cá là mình cũng không có dám ăn luôn hả? Mình sắm trong nhà cửa như người ta mở nhà nhà cửa, người ta có tủ, có video đồ sắm xuống nhà cửa rồi rồi cũng có. Cho nên hiện tại mình cũng khổ vậy. Cho nên người ta vô thăm mình cũng mình dưới làng như hôm người lên chụp hình. Có ai mà vô đây thăm tặng quà đồ cho chị không? Dạ không á. Không hẳn em là người đầu tiên hả? Dạ. Thôi bữa nào lên em tặng điện năng lượng cho nha. Dạ. Lâu hồi giờ khổ quá là khổ rồi. Khổ. Bữa nay hiện tại bây giờ ở nhà dưới nhà vậy, con mình con chị nhà con bị nhà nước xây giờ rồi, nhà nước xây năm nay 10 năm nay rồi mà con bị nứt hết rồi. Người ta có tiền người ta bổ sung vô. Vô nhà chơi tí. Yeah. Mấy con coi chừng gà nó ăn đồ của mẹ mấy con. Anh coi giùm em nha. 2 vợ chồng mình ở đây là có cái nhà nào ở dưới làng không hay là ở dưới đây cố định? Dạ đó, hiện tại nó nhà nhà nước xây vừa rồi, năm nay 10 năm nay rồi cũng bị nứt hết hả? À, nứt ở không được. Dạ, con được con ở tầm tầm vậy. Nếu mà mình giàu có như người ta mình bù sung tiền bạc mình xây được á, chứ mình khổ quá đâu có bù sung được đâu. Là cố định là ở trên rẫy này luôn hả? Dạ, cố định ở trên rẫy. Nhà dưới là không có giờ nữa. Dạ, chứ ngày thứ bảy đồ mình về xong lễ rồi ngủ đêm vậy. Dạ. Còn đây là phòng của 2 vợ chồng hả? Dạ. Cả nhà thấy không? 2 vợ chồng định kiếm thêm đứa nữa, phòng rất là kín đó không? Mấy đây là con.
bà chạy khóc mà nghe 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 thép nghe thép nói bà chạy mất cười. Cái đây là con ở là ngủ đây là 7 đứa mà nó nằm một hàng vậy đúng không? Yeah. À thôi hai chàng cố gắng nha, đừng có để nhiều, hai đứa nữa thôi là chẳng 10 đứa là xuống xã lấy cái bằng về. Đây là trường hợp đầu tiên mà thép thấy là 36 tuổi mà 7 đứa con. Chỉ có ở trên đồng bào miền núi là cái trường hợp đó nhiều. Cái đứa con đầu tiên đó chị sinh đó, lúc đó chị bao nhiêu tuổi? Dạ hồi đó ông trước kia chắc 16 tuổi, 17 tuổi có một thằng đó. Dạ. Năm nay thằng lớn kia được 22 tuổi rồi mà nó có vợ rồi. Con 36, 37 tuổi mà dạ. Đứa con 22 tuổi lấy vợ rồi. Dạ. Có nhiều người mà 36, 37 tuổi mà giờ vẫn chưa có đứa nào luôn mà con chị là lấy vợ rồi, cả nhà thấy không? Rất là giỏi luôn. Thôi cố gắng bữa nào em lên em tặng cho cái điện năng lượng nha. Yeah. Nhà không có điện cả nhà. Có cái điện nhưng mà kiểu nó hư rồi. Yeah. Em xin phép em đi nha. Dạ. Tiếp tới là một cái ngôi nhà nằm ở trên đỉnh núi cả nhà. Ở đây phải nói là khoảng cỡ 5:30 chiều nhìn cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Hồi nãy giờ em đi rất là nhiều nhà rồi nhưng mà em không biết là cái cuộc sống bà con ở đây khi mà người ta sinh đẻ rồi như thế nào chị? Ở đây bà con là họ đẻ, họ tự đẻ không à? Tự đẻ trong nhà luôn. Tự đẻ trong nhà. Không đi bệnh viện. Không đi bệnh viện. Tại vì xa quá hả? Xa quá, không có phương tiện á, với lại đường đi khó khăn á, đa số là họ đẻ ở trên đây luôn. Đúng rồi. Chứ khán giả nãy thấy thép đi không? Nổi cái đường đi mình đi không đã mệt rồi, huống chi là vác cái bụng bầu đi. Nhiều khi đẻ giữa đường cũng có luôn. Bởi vậy thôi đẻ ở nhà cho chắc. Nhưng mà theo thép được biết các bà con người đồng bào rất lây họ có thuốc nha. Khi đẻ xong bắt đầu uống cái thuốc đó vô là phải làm. Đẻ xong mà phải khoảng 2 ngày sau là uống thuốc đó vào là một tuần lễ sau là mình phải đi làm nha cả nhà. Ở đây có thuốc uống không? Có người còn trồng thuốc rừng đó, có người thì bị mất giống. Mất giống hả? Nhưng mà bây giờ đẻ xong là đa số đẻ xong là tuần lễ xong người ta vẫn đi làm bình thường đúng không? Có người khỏe thì một tuần họ đi làm công chuyện lặt chặt ở nhà. Còn có người khỏe hơn thì hai tuần là họ đi núi rồi. À vậy yeah. Bây giờ vào cái ngôi nhà này ngôi nhà thứ 7 rồi. Đây. Không biết là có chủ nhà ở nhà hay không. Làm cái đường nhìn rất là đẹp luôn. Bà chị, bà tưởng đâu là thép chịu nắng, chịu cực không được. Nhưng mà đối với thép mấy cái đây là bình thường. Núi rừng em còn ngủ ở trên núi rừng còn leo 3-4 ngày à. Chị lo em đi không được, lo em bệnh thôi chứ chị dân ơi. Núi rừng... Mấy chuyện này là bình thường cả nha. Tưởng đâu ở thành phố lên là leo núi leo đồ không nổi, nhưng thật ra quá bình thường. Chào chị. Dạ. Chồng đi đâu rồi chị? Chồng đi làm hả? Nhà có điện không? Dạ không. Thắp bình. Hai vợ chồng có mấy đứa con? 4 đứa. À, 4 đứa hả? Dạ. Thắp bình hả? Dạ, thắp bình. À. Chừng nào bắt điện? Có tiền nào bắt. Không có tiền bắt hả? Điện năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời. Có em nó đưa bữa nó hư mất rồi. À hư mất hả? Một thắp cái 1,5 triệu. À một cái 1,5 triệu. Bắt ông bữa nay bắt cho. Thôi làm phiền em. Không có gì đâu phiền, chỉ có bỏ tiền ra mua thôi, còn bắt em bắt miễn phí cho. 1,5 triệu được không? Đưa tiền trước đi. Đưa trước 1 triệu đi. Bữa nào bắt lấy 500,000 cả nhà. Đi. Nha, được không? Ủa anh đang có đang hả? Đưa trước 1 triệu, bữa nào bác lấy 500 nữa nha. Nha. Cười. Hôm nay em lên tới đây là khảo sát điện năng lượng, bữa nào tặng cho chị cái năng lượng chị xài. Rồi, tặng chị 1 triệu mua gạo. Đi ra đây. Trời ơi, bà chị bên ngoài. 1 triệu này mua gạo cho mấy đứa con ăn nha. Còn bữa nào em lên em tặng điện năng lượng là em tặng, chứ không lấy tiền đâu nha. Cảm ơn. Rồi, chồng đi làm rồi hả? Đi làm cho ông ta bên đây. Chồng người Kinh hay người Rắc Lây? Người Kinh. Hèn gì? Trời ơi. Nhìn đứa con là thép nghi thép nói, ủa sao nhỏ này giống người Kinh dữ ta. Có lẽ châm chú mấy ơi. Hùng chú thép mấy ơi. Hùng miếng ngay và tặng điện năng lượng mặt trời xài này. Dễ thương này cả nhà, cho con cho cô chú xem. Thấy không? Đấy, có cái nét người Kinh đúng không? Đấy. Dễ thương.
hè về thấy nó ủa sao đứa nhỏ này giống cái người Kinh dưới ta, là chồng là người Kinh, là ở Phan Rang, lên đây là hai vợ chồng lấy nhau là ở trên đây, hai vợ chồng lựa cái view phải nói là rất là đỉnh luôn nha, canh chiều ở đây đẹp lắm không? Dạ yeah, đẹp lắm. Dạ canh chiều đẹp lắm. Thôi bây giờ em xin phép nha, bữa nào là lên lấy điện năng lượng lên tặng cho chị nha. Nha. Cảm ơn. Dạ dạ em đây nha. Dạ dạ xin phép chị nha. Ủa chứ chị có coi video của em không? Có nha. Có thường coi không? Có. Anh thép phải không? Chị. Thì coi video nè thấy không? Có. Chứ đâu phải là trên núi mà không coi video của thép đâu. Có đồng hoàng mà trong video. Ngày nào cũng coi hay sao? Có, cũng coi. Lâu lâu. À lâu lâu cũng coi hả? Ở dưới đây hồi bữa có anh giúp mình xén em pet về dưới đây nè. À xén, Cutter thì xén tặng cho cái nhà tình thương á đúng không? À là có coi video đó hả? Có. Ồ. Oh. Con nói gì? Hai con đang chơi với con. Nói gì? Coi điện thoại anh. À coi điện thoại. À qua đây qua đây. Dễ thương. Em đi nha. Dạ 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 dạ. Đây là ngôi nhà thứ 8 đúng không chị? Đúng rồi, ngôi nhà thứ 8. Ngôi nhà thứ 8. Chào cô. Đó. Chào chú. Ủa hai vợ chồng ở đây hả? Ở đây lâu rồi. Ở đây năm 94 rồi tới nay. Ủa chú là người Kinh hả? Ủa đây là nhiều người Kinh lên người đồng bào kìa hả? Ở đây là năm 94 rồi tao không biết có bữa này á. Nhà chú có điện không? Không có điện là xài bình ắc quy. À bữa nay con tặng cho điện năng lượng xài nha. Rồi. Cho nó sáng nha. Chào cô. À con hả? Con hay cháu? Con chứ cháu đâu. Có đèn đứa đó. Vậy là cô bao nhiêu tuổi rồi? Thành năm 80 em ạ. À. Năm 80 40 rồi. bốn mươi mấy mà vẫn có con muộn thôi. Con nhìn con tưởng đâu là bà ngoại hay bà nội gì không à. Cả nhà xem này. Con chú sinh năm mấy? Đây sinh năm 74. Vậy là chú là năm năm nay mới có 48 49. Rồi gần 50 rồi vẫn có đưa thương đứa con nữa dễ thương không? Đây. Nhìn bà cô tưởng là bà ngoại của đứa cháu. Nè, gửi lại cho cô nè. Con muộn. Con muộn. Hai vợ chồng mấy đứa con rồi? Để năm một mình tính ra, nếu mà nó tập trung về hai vợ chồng mấy đứa con rồi? Thấy còn mình nếu mà mình nói ra thì 9 đứa. Nói ra thì em đâu có tin. 9 đứa rồi. Đứa này đứa thứ 9 hả? Tổng cộng là để năm một là để một dây năm đứa con gái. Ba đứa con trai. Là 8 đứa rồi mới để đứa này nữa là 9 đứa nè. Thiệt? 9 đứa. Một đứa đang đi làm ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc á. Yeah, rồi ráng một đứa nữa. Ơi, đâu rồi? À, đó. Ráng ngay một đứa nữa là đi ra xã lấy cái bằng về. Một đứa đang làm ở ngoài Hà Nội á, đi làm mướn cho người ta đó. Rồi một đứa làm ở trên Đà Lạt. Nhìn chú tướng nhỏ nhỏ rồi mà khỏe rồi hả? 9 đứa rồi. Đây đi rừng mới về này. Đi kiếm ngồi để chặt mà nước lớn quá qua không được á. Mà nhìn vẫn còn trẻ cả nhà. Là chú đi làm công việc gì để nuôi 9 đứa con? Hồi xưa nói chung ở đây là hồi xưa nói chung em kiếm biết không? Để mình kể thật sự nha, hồi xưa rừng này nó chưa cấm á. Dạ. Chặt củi hầm than. Dạ. Mới nuôi nổi cho 8-9 đứa con. Dạ. Hết đó là chặt trái, gọi là chặt lê đó. Dạ. Để bán trên Đà Lạt á, có cái muối người ta mua nó cắm đậu, cắm cà chua, nó cắm đồ la ghim. Hết đó là tám mùa măng, bể măng, hết tám mùa mật ong rừng là đi kiếm mật ong rừng. Dạ. Hết đó là đi lan gọi là lan làm thuốc á, 1 ký 1.3 triệu bữa này nè. Dạ. Hết đó là đi nắm đinh chi đen là 1 ký 300 ngàn. Dạ. Nói chung là đi rừng đầy đủ thứ hết rồi. À, gặp cái nào là kiếm cái đó, người ta đặt cái nào là kiếm đó. Tính rồi chú khâm phục chú luôn, nuôi chín đứa con. Còn mà nếu mà hồi đó mà mới ở đây mà được 3 đứa con á, ốm thì ốm vậy thôi, bao ấp lại 80, bao ở lại 89-90 ký, vô giác nổi, tin không? Còn ở Phan Rang á, hồi mà thanh niên năm 22 tuổi, bao bố chỉ xanh, thời bao cấp mới giải phóng về, giác tôi quăng chạy bò. Bao chỉ xanh là cả tạ luôn á. À, cả tạ đó, tôi giác nổi đó tôi nói. Mà ông chú giác được luôn. Ốm vậy thôi. Vợ chú bây giờ hiện tại chú giác nổi không? Ồ. Bây giờ thực tế này, bây giờ ngày xưa mình không còn biết, nhưng bây giờ chú giác nổi không? Phua tôi hả? Giác gì đâu. Bây giờ là vợ chú giác chú luôn chứ thôi. Nói chung là do đẻ năm một á, nhiều con quá thành thử khổ. Rồi. 5 đứa con gái một lúc. Đúng rồi. Là ý là chú mộng con trai hay sao? Để 5 đứa con gái rồi 3 đứa con trai, đứa này mới để xong. Tổng cộng là 5 gái. Ngũ Long công chúa hả? 5 gái 4 trai á. Lý là để 5 đứa con gái là làm ăn đồ ngon lành lắm chứ. Đúng rồi. Ngũ Long công chúa là bây giờ là có đứa nào đi lấy chồng lấy vợ chưa chú? Có một đứa mới lấy chồng, nó đang có chồng với con. Vậy là bây giờ mình
bây giờ đang nuôi 8 đứa, còn một đứa lấy chồng mà. Đúng rồi, một đứa lấy chồng, một đứa mới lấy chồng cách đây khoảng tháng. Còn đứa nào tự đi làm để kiếm ra đồng tiền không? Để phụ mình không? Có một đứa đang đi làm ở ngoài Bắc, ở ngoài Hà Nội đó. Dạ. Làm ở ngoài Nghệ An rồi đó. Vậy là bây giờ đang nuôi 7 đứa. Rồi đi đâu hết rồi cô? Rồi một đứa một đứa 12 tuổi làm trên Đà Lạt nữa. Dạ. Một đứa gái 12 tuổi đang đi làm ở trên đó. Dạ dạ dạ. Nói chung là khổ lắm, khổ là lý do con đông á. Nói chung là bây giờ là mà khổ lúc còn nhỏ mà bữa nay lớn bữa nay tụi nó lớn mà vẫn còn khổ lắm. Do cái số phận của mình. Đâu có số phận gì đâu chú. Tại chú đẻ nhiều chú khổ chứ có số phận gì. Con nhỏ thì ý là con nhỏ là tôi nuôi cho lớn mà lớn bữa nay con lớn là tôi cũng vẫn còn khổ. Thấy chưa? Đến đó mà nói để mà kiếm tiền dùng tiền mà xây cái nhà để ở mà không có đủ tiền đó. Gạo mắm muối bột. Cái nhà này còn nhà nào ở dưới phố đâu? Không còn nhà nào nữa. Dạ. Ở trên này. Dạ. Đây là ở trong này từ năm 94 tới nay mà. Năm 1994 tới bữa nay á. Mình không có kế hoạch gì mà mình cứ để thả là để là 9 đứa luôn hả? Thì cũng kế hoạch chứ mà kế hoạch là nếu mà quên cũng để thôi. À quên hả? Đúng rồi. Có nghĩa là quên uống thuốc là để hả? Quên uống thuốc hoặc là chích, ví dụ như chích ngừa 3 tháng 6 tháng nữa mà là quên. Nếu mà quên cũng để thôi. À. Đúng không? Dạ. Đó. Gì mà khổ gì mà để mà được 9 đứa cả nhà. Đi rừng liên tục với chó đâu có nghỉ đâu. Dạ, chín đứa mình đi liên tục cho đâu dám nghỉ. Đúng rồi. Không dám nghỉ một ngày luôn chứ. Nghỉ chết đói, không có gạo mà ăn. Dạ. Nói chung là bây giờ khổ phải ráng đi kiếm ăn. Dạ. Không ăn cắp ăn trộm của ai được. Dạ, đúng. Chúng nói câu hay quá. Không ăn cắp ăn trộm của ai là được. Thì tay làm hàm nhai. Dạ. Đúng không? 9 người con mà một mình chú nuôi, chú kể là ngày xưa chú vác một cái bao một tạ là vẫn vác được cả nhà. Bình thường á. Thì cả nhà cứ nghĩ đi. Năm nay 48 49 tuổi hao yếu á, yếu nhưng mà bao gạo 50 kg bộ bình thường. Dạ. Bộ bình thường thôi. Bỏ từ chứ đất bỏ lắm bình thường nhẹ nhàng. Khán giả cũng phải ôm ấm như thôi. 8-9 đứa con thôi đó. Còn hồi đó thì mập hơn một chút. Thôi ráng ơi, ráng thêm đứa nữa đi. Xuống lấy cái bằng về. Người đàn ông 10 đứa con. Hồi sáng nói chung em biết không là gốc tôi ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Dạ không biết mà. À, hồi xưa là tôi lên đây anh. Cô ngồi đây cô. Cô ngồi đây chơi với con. Không sao đâu. Tôi đi chặt mía ở Quảng Sơn á. Dạ. Chặt mía mướn, hồi đó chưa có ông vợ ra đây đâu. Rồi xong tôi mới lên đây tôi đi trao. Rồi mới gặp vợ. Mới gặp vợ tôi ở lên này luôn. Dạ. Rồi tôi mới về cái đó tôi chuyển đổi hộ khẩu lên đây nhập trên này. À. À, gọi là hộ khẩu thường trú ở trên này nè. Dạ. À. Ủa người đây cô? Còn mới có 1-2 đứa con là còn hộ khẩu tạm trú. Đây hộ khẩu thường trú. Nhà mà đó nổi mà điện không có luôn, ở trong bóng đêm luôn cả nhà. Thách bình ốc quê đó. Hôm nay con tới đây con thăm với gia đình. Bữa nào con tặng cho điện năng lượng mặt trời xài cho nó sáng. Tặng cho con 1 triệu mua gạo cho con rồi nha. Dạ. Rồi chúc cô chú sức khỏe nha. Rồi. Ráng ráng làm thêm đứa nữa nha. Con xin phép nha. Dạ. Đây là nhà thứ 9 đó cả nhà. Nãy giờ đi 9 nhà rồi. Ôi bà. Con chào ba. Chào ba, bà nuôi heo hả bà? Heo rừng. Họ không có tiền mua B40, họ làm theo cái kiểu này nè. Xin chào ba. Nuôi chó nhiều kìa. Chồng bà đi đâu rồi? Đi làm. Ba ra đây. Nhà có điện không bà? Không có điện đâu. Vô nhà coi đi. Không có điện là xài bằng gì? Xài đèn pin không chứ coi nhà. Đèn pin hả? Ừ. Vô nhà coi. Hai vợ chồng có con không? Có chứ con. Con đi đâu làm, à? Đi làm. Con đi làm hả? À. Hôm nay con tới, bữa nào con ghé con tặng điện năng lượng cho nha. Dạ. Tặng bà tiền mua gạo. Bà biết bao nhiêu không? Ừ, biết chứ, 1 triệu. À, 1 triệu. Dạ, cảm ơn bà nha. Cảm ơn. Bữa nào con ghé con lại tặng năng lượng cho nha. Con xin phép nha. Dạ, dạ, dạ. Nhà thứ mấy đây? Nhà này là nhà thứ 10 nè chị nè. À, nhà thứ 10. Nãy mình nhớ nhầm. Chào em. Chồng đi đâu rồi? Chồng đi rừng. Chồng đi rừng chừng nào chồng về? 7 giờ. Ủa đi là ngủ lại hả? Dạ, ngủ đây, lại. Cho anh theo ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng 26 tuổi. 26 tuổi. Bé này bao nhiêu tháng rồi? 2 tháng. Ồ ồ ồ. Nè cho cô chú xem nè, 2 tháng nè. Nhà có điện không em? Dạ không, có điện. À đây hai vợ chồng ở đây hả? 26 tuổi bao nhiêu đứa con rồi? 4 đứa.
đó còn em 27 tuổi mà chưa có đứa nào luôn. 26 tuổi 4 đứa rồi hả? Đây con bé đó đây này. 26 tuổi 4 đứa con. Ủa còn đứa này? Con bé đầu á. Bé đầu còn rồi đây. Dạ, 5 đứa chứ? Đây bé kia kia nhà kia kia. À nhà kia rồi cho thép hiểu rồi. Qua đây qua đây. Đây đầu anh này. Dạ. Anh này. Dạ. Rồi có định đẻ nữa không? Biết đâu. rồi mình đẻ là mình đi bệnh viện hay là mình đẻ trong nhà mình luôn? Để trong nhà ba đứa để bệnh viện đưa đây này. Ai đỡ đẻ, ai đỡ con mình ra? Bà ngoại. À bà ngoại ở đỡ đẻ hả? Dạ. Đừng có đẻ nữa nhiều nuôi không nổi đâu. Cái gì mà 26 tuổi mà 4 đứa con vậy? Đứa này bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. Vậy là đẻ năm 19 tuổi hả? 19 tuổi. Đứa này 7 tuổi em đẻ năm 19. 19 là nhiều quá nha, có người là đẻ năm 14, 15 tuổi nữa kìa. Hôm nào anh Thép tới ghé tặng điện năng lượng nha. Tặng em 1 triệu để mua gạo nha. Chồng đi làm 1 tuần về được 1 triệu không? Dạ không, có ngày ấy thì có ngày hơn thì có ngày xui thì không. À giờ hơn. Không luôn. À giờ không luôn hả? Tặng cho em mua gạo nha. Dạ. Nè rồi tặng em nha. Dạ, cảm ơn. Em có rảnh không? Đi qua kia lát anh soạn đồ quần áo ra em lựa cho con nó mặc nha. Nhà thứ 10 cả nhà, còn nhà nãy mình ghé mình chưa tặng quà là nhà thứ 11. Đây mấy con ơi, qua đây mấy con cứ ngồi xuống. Ồ, ngồi là gì? Ngồi tiếng đất lay kia là gì? Ngâm. Con sao giống dân tộc Thái thế? Thái hay đất lay? Đất lay. À, đất lay hả? Rồi bây giờ chú Thép lấy đồ ra, mấy con mặc cái nào vừa mấy con lấy nha. Mỗi khi mình đem mình lên núi mình hay chở theo cái bao đồ quần áo vậy. Thép ơi. Hả? Ít hay nhiều? Đừng nhiều chị. Mà ớt nhiều hết. Ớt nhiều lên, ăn cho nó cay banh xác luôn chị ơi. Thèm me quá chảy nước miếng luôn rồi. Cứ nhìn cây me là nước miếng chảy ào 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 à. Rồi chú Thép đổ ở đây, từ. Từ. Ê, bị. Đổ ra cho mấy đứa nhỏ nó mặc cái gì vừa nó lấy cả nhà. Từ để chú Thép bỏ ra rồi mấy con mặc cái gì mấy con lựa nha. Đây cũng có đồ cũ, cũng có đồ mới, nó đủ thứ cả nhà. Tại vì Mạnh Thường Quân họ gửi cho Thép thì họ bỏ không bao á. Mình cũng không có thời gian mà lấy ra mình kiểm tra tại vì nó quá nhiều á. Không có lấy ra kiểm tra được. Không biết là đồ nhỏ hay đồ lớn. Nói chung là mình cứ để ra đây thì mấy bé nó mặc cái nào được thì mấy bé cứ lấy nha. Mấy con mặc cái nào được mấy con lấy nha. Rồi dạ 1 2 3 cảm ơn chú Thép. 1 2 3. Đâu cảm ơn. Đồng thanh lên. 1 2 3. Cảm ơn. Cảm ơn chú Thép. 1 2 3. Cảm ơn. Dễ thương không? Rồi chú đổ là cục đá là mấy con tự lựa đồ cũ không mà ta. Lấy trúng bao đồ cũ không mà ta. Rồi mấy con lựa cái nào mà mấy con mặc được thì mấy con mặc. Rồi mấy con giặt để mai đi mặc nha. Mặc đi núi đi đồ nha. Mặc ở nhà rồi. Wow. Nó cũng nhiều quá nhưng mà lấy trúng cái bao đồ cũ cả nha. Cô lựa ơi cô. Đây. Rồi mấy con lựa ơi, đừng có giành nha. Lựa cho bé tự lựa. Mấy con mặc cái đồ nào được á, mấy con lựa ơi. Lựa là nhớ đi giặt nha. Ê, có áo đẹp nè. Dạ thương không? Bé dạ thương. Đây nè, áo này đẹp nè con ơi. Nè. Nè. Đây, nè con. Nè. Ok. Chắc có lẽ là hình như không đủ á cả nhà. Một bao không đủ. Khán giả thấy họ đây là họ rất là thích đồ luôn. Ẩm em mà lựa em khóc luôn. Rồi. Bữa nào chú Thép đem lên thêm. Hết bữa nào chú Thép đem lên thêm. Bữa nào chở điện năng lượng đem lên.
Nè, bé này nãy giờ lựa được hai bộ rồi này cả nhà. Rồi, để cho Thép coi ai. Vui không, vui không? Ui, đâu có kêu hông đâu mà hông. Chùm, lỡ là quất cái nữa. Ui dồi ôi, đá quá. Hỏi anh vui không, anh hùng cái ta. Để mặc vô cho cô chú xem nha. Đây, chú giữ cho. Anh biết lựa chứ. Cái này là tặng cho ảnh, còn cái này là ảnh tự lựa luôn. Vui không? Nhiều khi ở dưới á, là mình mặc á cũ cái mình đem đi bỏ. Còn ở trên đây họ rất cần những cái đồ như thế này cả nhà. Bữa nào con đem lên thêm ơi cô ơi, không sao đâu. Bữa nào đem nhiều. Rồi, châm miếng nữa. Ui dồi ôi, dạ quá. Châm miếng. Em này em dễ thương nè, anh biết châm biết đồ thấy không? Đã không? Thôi mấy con lựa ơi, đừng có giành nha. Chị, có mắm đường rồi hả? Lên đây ăn me đi. Thèm quá. Chờ lục đồ xong rồi ra đây đang cho nó mát nè. Siêu cay nha. Cầm mày cầm đi hết mẹ. Nước miếng văng ra ngoài luôn à. Cả nhà thêm mè trái quá trời trái luôn. Bữa nào chắc phải chở thêm quần áo à. Quần áo chở ít quá. Không biết nó có chui không. Chị có ghiền ăn me không? Không, chị sợ me. Chị sợ me hả? Chị cầm me tại em. Hồi lúc xưa ăn một mình chị là một rổ me. Bây giờ dư chất chua rồi. Giờ dư hả? Dư rồi. Giờ em ăn cho chị xem nha. Chị khó nhìn. Để mình nuốt hết nước miếng. Để nó trào ra ào ẹt quá. Mời cả nhà. Nhìn nó đã kìa. Mời cả nhà nha. Sao vậy? Em ăn mà chị chua quá. Cả nhà có chảy nước miếng không biết nữa. Cho chị là chị nuốt nước miếng vô trong rồi đó. Không dám chảy ra ngoài luôn. Wow. Nuốt luôn cái hột luôn. Nó chát đã kìa. Cái me nè. Hột quá to à. Cay không? Ớt cay không? Ừ, cay ngon. Cay vậy nó mới ngon. Tạo bà chị ra. Ăn không được. Cho ăn em. Sợ. Ớt cũng cay quá. Me cũng chua. Ngon. Ăn mấy trái nhỏ nè. Sao ăn cay dữ vậy? Cay còn chua nữa. Nhiêu này chưa cay đâu. Gặp em là phải mười mấy trái. Thì vừa ăn chuối à. Cho để bà chị đứng là thèm chịu không nổi tội. Đi ăn chuối cả nhà. Hồi nãy giờ mình đi á cả nhà. Là nhà chú là nhà thứ 11. Có nghĩa là mình đã phát hết 10 phần quà nãy giờ rồi. Hôm nay thì nãy lúc đầu video thì hai vợ chồng có đãi Thép cái món này. Món này kêu là cái gì vậy chú? Đào. Tiệp bài qua. Có một cái tên nào đó không? Tiệp bài qua. Bài hả? Qua. Tiệp bài qua. Dân tộc rất là Sve Gia Ta. Sve Gia Ta hả? Sve Gia Ta. Đậu. Gạo. Có nêm đường muối không? Muối, bột ngọt. Bột ngọt. Muối, bột ngọt không? Có cái gì à? Rồi cả nhà xem này. Đấy. Đó. Rồi con mời chú nha. Để con ăn tô này ra. Con mời chú tô này. Ơi, mời bà. Mời chú mà mời bà. Xin lỗi con xin lỗi con. Mời cô. Rồi, mời em. Thôi lộn mời chị. Mời chị chứ. Đi biết là thành em luôn. Thôi chị mời em. Dạ con mời cô chú. Thép mời tất cả mọi người thử cái món này. Cái món đậu nấu với cơm nha. Sáng giờ đi cũng hơi đói rồi nha. Mình đi từ sáng cho tới giờ mới tới chân núi, là từ trưa cho tới chân núi là lên tới đây nha cả nhà. Mời cả nhà nha.
Có thêm bột ngọt được không bà? Có. Bột ngọt có mắm không? Không có mắm. Bột ngọt đường muối không hả? Có đường, không có đường chứ muối không. Bột ngọt chứ muối hả? Thôi. Ngon á cả nhà. Nó từ từ giống như cái món chè vậy ta, chè đậu đen vậy. Nếu bỏ đường vô là thành chè á. Nhưng mà nó khác là có đậu non trong đây nữa. Ngon á cả nhà. Là hàng ngày mình ăn cái này hàng ngày luôn hả bà? Sáng chiều ăn vậy. Chiều trưa. Có ớn không? Không có ớn đâu, quen rồi. Ngày nào cũng ăn vậy hả? Ngày nào cũng ăn vậy. Ngon á cả nhà. Giờ tự cung tự cấp ăn vậy hồi xưa giờ quen rồi. Dạ. Không có ớn đâu. Chị cũng ăn hoài, năm nay 35 tuổi không đâu có ớn đâu. Chị cũng ăn món này thường xuyên hả? Món này là món truyền thống của người đồng bào Rắc Lây ở một cái bản làng ở đây nha cả nhà. Mỗi bản làng sẽ có mỗi cái món truyền thống nha. Mấy đứa nhỏ mới lựa đồ xong rồi. Ôm đồ. Ôm đồ. Sợ mất đồ không chịu cắp. Sợ mất đồ. Sợ mất người ta lấy đồ đó. Tặng chú nha. Dạ. Dạ. Dạ đàng hoàng nha. Nghe chú Thép nói không? Nghe. Nghe, ừ đúng rồi. Tặng con này. Cảm ơn. Cảm ơn. Kêu tặng con mà bé nhỏ lấy biết ý rồi ha. Tặng con. Cảm ơn chú. À giỏi. Tặng con. Cảm ơn chú. Ồ biết giỏi vậy. Tặng con này. Cảm ơn. Ờ cảm ơn chú. Này đại ca em tặng đại ca này. nhìn ảnh hài lắm nha, ảnh lấy được cái áo anh người, ảnh phá anh cười mím mím nãy giờ luôn à. Tặng con. Cảm ơn. Chưa biết nói. Cảm ơn chú. À giỏi. Cảm ơn chú. À giỏi. Cảm ơn chú. À giỏi. Còn đứa nào nữa? Cảm ơn. Ồ chắc ngu đó. Không biết nói. Tất cả mọi người thấy không, ở đây tuy họ sống cách biệt với thế giới bình, thế giới văn minh luôn, có nghĩa là tự cung tự cấp luôn, nhưng mà vẫn biết nói cảm ơn rồi. Hay này là mình chỉ mấy bé chứ mới nãy lên mới đầu cũng đâu biết cảm ơn, đâu biết kêu chú Thép chứ rồi đâu. Con mời ông ăn chuối không? Dạ dạ, ăn chuối cho vui nha. Còn bé nào nữa không? Vào đây con. Nè hai tay vào đây, vào đây. Chút xíu à, dễ thương à. Còn bé nào nữa không? À hết rồi hả? Đây. Cảm ơn ai? À cảm ơn ông Thép. Hiện tại giờ là 4 giờ mấy gần 5 giờ rồi cả nhà. Hôm nay là phải nói là một ngày khá là hạnh phúc đối với Thép. Cảm ơn chị Kalan hôm nay đã đồng hành cùng em nha. Cảm ơn bà cô mới nãy đã dẫn Thép đi, cô cho vợ của bí thư trong thôn cả nhà. Cảm ơn hai vợ chồng ông bà hôm nay một bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn mấy con, hôm nay chú Thép rất là vui. Mấy con nhận áo có vui không? Vui. À bữa nào chú Thép đem áo lên tặng cho mấy con thêm nha. Dạ. Mua bánh mua đồ luôn nha. Dạ. Rồi bây giờ cảm ơn chú Thép này, 1 2 3. Cảm ơn. À giỏi, vỗ tay. Giỏi quá. Đây là phần quà Thép dành tặng cho hai vợ chồng để có hai vợ chồng mua gạo mua đồ nha. Con tặng cho bà nha. Bữa nào con đem năng lượng lên con tặng cho bà con ở đây nha. 20 cái điện năng lượng mặt trời sẽ nhận ngay cái nhà của hai vợ chồng luôn. Thép sẽ sắp xếp tặng đem lên đây tặng ở trên đây bà con ở trên núi á. Cũng có một số khoảng 10 nhà ở trên núi mà Thép đi không kịp nha. Bữa nào họ xuống họ nhận điện năng lượng sẽ tặng ngay ở đây luôn. Tại vì ở đây là một trong những nhà mà có sân đồ và gần nhất bà con xuống đây nhận luôn. Ủa cô mới về đi núi về hả? Đi làm cho họ. À con này hả? Con. À đứng vào đây mình chụp tấm hình đi. Rồi ok mấy con nhìn lên mấy cái ảnh của chú này chụp tấm hình nha. 1, 2, 3. Rồi rất là đẹp luôn, bữa nào chú Thép sẽ đem lên cho đại gia đình mình làm kỷ niệm. Một đại gia đình con hình luôn. Đem tấm hình lên tặng cho gia đình mình luôn. Rồi toàn chị yên tấm ha. Rồi ok luôn. Thép cũng cảm ơn cô Phù Phương đã đồng hành hỗ trợ cho chung với Thép cái video hôm nay là 8 triệu 500 đồng. Chúc đại gia đình cô nhiều sức khỏe.
Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thép. Bây giờ mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye cả nhà. Bye bye cô chú, bye bye con. Bye bye.